Tập đoàn SCG Thái Lan, nhà đầu tư dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, vừa tổ chức chương trình khởi động năm học mới cho gần 300 em học sinh tại trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng giá trị quà tặng năm nay là 184 triệu đồng, đã được trao đến tay các em trong buổi sáng hôm nay 11 tháng 9. Đây là năm thứ 11, SCG đồng hành cùng trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào dịp đầu năm học mới. Năm 2020, tập đoàn SCG Thái Lan đã trao tặng 280 phần quà gồm ba lô, khẩu trang, bánh trung thu, dụng cụ học tập, dụng cụ thể thao, bộ vận động tinh cho trẻ nhỏ, máy rửa tay, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, xịt khuẩn và 60 phần học bổng, mỗi phần trị giá 200.000 đồng cho các em học sinh tại trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt năm nay, SCG còn tặng nhà trường 10 nhà giấy, sản phẩm tiêu dùng đầu tiên của ngành bao bì SCG, nhằm góp phần chuẩn bị cho các em học sinh một năm học mới an toàn và khỏe mạnh trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. SCG còn trao tặng các tài liệu hướng dẫn và rèn luyện thói quen vệ sinh cá nhân cho học sinh tại trường. Hôm nay được các cô chú tập đoàn SCG đến tặng quà tổ chức các trò cho chúng em rất vui. Chúng em xin cảm ơn tấm lòng các cô chú đã dành cho chúng em. Chúng em hứa học tập rất tốt để không phụ lòng các cô chú. Trước đó, đầu tháng 9 năm 2020, SCG đã khởi động một số hoạt động khuyến khích các em học sinh tại trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh, ứng dụng khái niệm kinh tế tuần hoàn do việc học tập trong năm học mới. Từ những vật liệu tái chế, chính các em đã sáng tạo ra những mô hình theo chủ đề bảo vệ môi trường. Thông qua hoạt động này đã khơi dậy niềm đam mê học tập của các em, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sống cho học sinh.